Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Nhóm lửa và nhóm đất sẽ thu hút điều gì đến sớm nhất và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với các bạn Cung Bạch Dương. Hai xin chào các bạn Cung Bạch Dương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn Cung Bạch Dương để xem coi. À, Bạch Dương sẽ thu hút điều gì đến với bạn sớm nhất. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn cung bạch dương các bạn cung bạch dương hiện tại có khả năng là bạn đang rất là mong muốn kết thúc một cái gì đó nhanh chóng trong cuộc sống của mình có những cái vướng mắc gì đó thì các bạn có thể là hy vọng là nó sẽ có sự thay đổi tốt hơn các bạn đang hy vọng mình sẽ có những cơ hội kiếm tiền mới hoặc là bạn hy vọng là mình sẽ có sự hoàn tất, hoàn thành xong một cái vấn đề gì đó Dạo gần đây có thể một số bạn cung Bạch Dương là hay sử dụng đồ mới lắm Hay mua đồ mới bởi vì những cái cũ có thể là không có còn nữa nha yeah. Có những cái sự mất mát gì đó trong cuộc sống của mình Hoặc là hay nhớ về tổ tiên ông bà hay có sự cầu nguyện cho người thân đã khuất kiểu vậy các bạn là những người có khả năng là dạo gần đây hơi bận rộn hoặc là có một số bạn có khả năng là hơi bị đau nhức mình mẩy ê ẩm mình mẩy xương khớp hoặc uh, có thể các bạn cũng um, là một người rất là giản dị và luôn uh, thích giúp đỡ, ân cần, chu đáo với mọi người hiện tại có thể bạn đang cảm thấy mình bị vướng mắc một cái điều gì đó mà chưa có thể giải quyết uh, còn đang trăn trở hoặc còn đang bị mắc kẹt ừ. và ngoài ra có thể các bạn cũng uh, có một cái sự muốn làm cái điều gì đó nhưng mà cũng đang phân dân liệu có nên hay không à. uh, một số bạn của bình dương dạ gần đây có thể cũng hay gặp những người thân họ hàng cũ rồi đó Ừ. hoặc là có thể năng là hiện tại mình thấy có một số bạn có thể năng là cũng hay bị ám ảnh bởi người cũ người yêu cũ chẳng hạn ừ. có thể là có những cái kết nối mất liên lạc với nhau rồi nhưng mà đâu đó vẫn còn bị dây dưa bị ám ảnh về họ một số bạn của bình dương đang muốn có sự lột xác đổi mới chính mình thay đổi bản thân à, muốn là trẻ hóa hơn ha, tập thể dục hoặc là có sự gọi là ăn uống à, kiêng khem hơn chẳng hạn hoặc có một vài bạn có con cái thì cũng đang rất là quan tâm nhiều đến con cái của các bạn ừ. rồi để mình xem có các bạn cung bạch dương các bạn đang gọi là thu hút uh, điều gì đến với bạn nhanh nhất niềm vui ha niềm vui sự hạnh phúc sự vui vẻ và ngoài ra có thể năng các bạn có cái trực giác cực kỳ cao cho nên là các bạn hãy tin vào trực giác của mình. Nếu điều gì đó bạn cảm thấy ở ừ, khắc khoải, cảm thấy không an toàn, cảm thấy hơi bối rối lo toan thì hãy cẩn thận. Ngoài ra một số bạn có thể là bạn sẽ có sự đứng vững vàng trên đôi chân của mình hoặc là có những cái điều gì đó lung lai nhưng mà bạn vẫn rất là vững chắc và không có dễ dàng gọi là bị uh, căng thẳng cái vậy Uh, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có được cái ánh sáng có được cái sự rõ ràng cho một cái tình huống nào đó có được một cái sự thật hoặc một số bạn có thể là bạn sẽ có sự tỏa sáng uh, rực rỡ hơn ha hoặc là ngoài ra thì có thể năng là một vài bạn các bạn uh, sẽ dạo gần đây có thể mắt của bạn hơi mờ cho nên là có thể là bạn sẽ có cái cách tìm ra được cái cách hoặc là có được cái sự chủ lành ở vấn đề đôi mắt của mình nó sáng hơn và đồng thời các bạn cũng nên hít thở đều đặn trong thời điểm này một số bạn có thể bị bệnh cho nên là có thể là hơi bị ngạt mũi rồi đó tuy nhiên mình thấy có thể là cái vấn đề bệnh tật hoặc vấn đề khó khăn chưa được giải quyết gì đó của bạn nó sẽ sớm kết thúc và có những khởi đầu mới nè có những cái điều mới mẻ hoặc là một cái cơ hội công việc mới hoặc là những cái đề tài gì đó mới nó sẽ được mang đến các bạn được khuyến khích là hãy có sự nhờ cậy người khác nếu như bạn cần sự giúp đỡ à hoặc cầu nguyện với ân trên ha bất cứ những lời gì mà bạn cầu nguyện sẽ được lắng nghe sẽ được đáp lại ừ. bạn không hề cô đơn cho hành trình của mình các bạn luôn được ông bà tổ tiên giỏi theo các bạn được thiên thần vũ trụ có đáng vô hộ thiên liên hỗ trợ các bạn để bạn có thể đạt được cái mong muốn ước nguyện chân thành của các bạn nha các bạn cung bạch dương đang thu hút điều gì đến với bạn sớm nhất như mình nói trực giác hoặc là có thể bạn có một cái sự phát triển về tâm linh tinh thần của mình mạnh mẽ hơn hoặc là bạn có sự kết nối với những người thân đã khuất với ông bà tổ tiên của mình rất là mạnh mẽ hoặc là những lời cầu nguyện của bạn dành cho họ có thể là được lắng nghe được đáp lại nha một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là trong giai đoạn này các bạn hành động làm điều gì đó các bạn cũng nên suy tính cân nhắc hoặc là có làm ăn À, mua bán gì đó à, thì hãy thận trọng để tránh có những cái sự mình không rõ mình không hiểu mình bị người khác lừa lợi dụng à, hoặc là mua phải những cái món hàng à, nó kém chất lượng hoặc là nó quá mắc như vậy. đây mình thấy có thể một số bạn bị vấn đề về xương khớp nè, cho nên các bạn cũng nên tìm phương hướng hoặc là đi khám để cho mình có được cái sự chữa chữa lành ha. Một số bạn ở đây có thể là bảo vệ sức khỏe để tránh bệnh tật sổ mũi hoặc là có thể một số bạn đang có một cái sự bị hao hụt tiền bạc đó. tuy nhiên thì mình thấy có thể là bạn mất tiền hoặc bạn hụt tiền thì bạn lại có tiền thôi, bạn sẽ có những cái nguồn tài chính nó có sự dư dả đủ đầy hơn và cái vấn đề về nhà cửa của bạn sẽ được giải quyết một số bạn có thể mua bán nhà thành công hoặc là có những vấn đề về pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó liên quan đến nhà cửa có thể sẽ được thông qua ngoài ra thì có thể là cũng phải chi tiền ra nhưng mà nó nó cần thiết thì mình phải chi thôi và bên cạnh đó thì cái lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng hoặc là bạn sẽ trở nên sáng tạo hơn bạn có khả năng gọi là làm chủ cuộc đời của mình hoặc là bạn có khả năng là đưa ra những quyết định phù hợp, à, quyết đoán dứt khoát và những gì mà bạn cố gắng bạn quyết tâm trong thời điểm này bạn sẽ có kết quả chiến thắng thành công như bạn mong đợi ừ. một số bạn có thể nhận được thừa kế hoặc là bạn một số bạn có thể có tin vui về con cái cũng có này nhưng nếu như bạn trông chờ trong đời cái kết quả này hoặc là có một số bạn có thể là mẹ tròn con vuông nếu như bạn chuẩn bị có xanh sanh nở ha không ở đây thì mình thấy một số bạn muốn làm vườn hoặc là trồng cây hoặc là sắp tới bạn sẽ có sự thu hoạch trái cây chẳng hạn nên các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến bạn phải có sự bỏ công, bỏ sức, tận tâm, tận lực thì bạn sẽ có thành công xứng đáng Và tiền bạc cũng đang đến với bạn khá là nhiều Và dạ, có một số bạn ở đây cũng sẽ có sự bảo vệ được uh, tiền bạc của mình an toàn, dưỡng chắc nha yeah. Ngoài ra có thể một vài bạn có tiền để có thể mua đất, mua nhà uh, hoặc là bán nhà, bán đất gì đó để có tiền để trang trải cuộc sống Ừm um. bên cạnh đó có thể một số bạn sẽ được lên chức lên một vị trí cao vị trí lãnh đạo hoặc có cái tiếng nói hơn trong lòng người khác ừ. hoặc là sẽ gặp gỡ những người có chức cao vọng trọng à, họ có thể sẽ hỗ trợ gì đó cho các bạn để có thể vượt qua những cái vấn đề ở hiện tại ừ. và tránh thức khuya nhiều quá một số bạn cung bạch dương thức khuya nhiều quá rất là dễ bệnh nha thậm chí một số bạn các bạn lo lắng, căng thẳng, bất an, các bạn uh, thức khuya nhiều, các bạn rất là dễ gọi là um, bệnh tật mà có khả năng ảnh hưởng đến tính mệnh nữa đó Và giai đoạn này có một số bạn dù cho cuộc sống bạn hơi trăng trở hoặc là chưa thấy cái ánh sáng nhưng mà sắp tới một ánh sáng sẽ được lộ rõ Cho nên các bạn đừng có làm những cái điều gọi là thiệt hại cho giá trị cũng như sức khỏe tinh thần thể chất của các bạn nha Rất là uổng phí đó các bạn sẽ kết thúc được những cái giai đoạn gọi là khó chịu và trăn trở và có sự mắc kẹt các bạn sẽ được gỡ rối tất cả mọi thứ nó sẽ rơi vào cái giai đoạn gọi là nó an toàn nó ổn thỏa cho nên bạn hãy cầu nguyện với vũ trụ đi vũ trụ có sự quan sát theo dõi và sẽ hỗ trợ bởi vì các bạn là người có cái cái sự tự do cho nên là chỉ khi nào bạn cầu nguyện thì thần thánh mới có thể bước vào tác động và tác có sự gọi là hỗ trợ các bạn được thôi chỉ vậy một năm từ ngay từ bây giờ thì có khả năng là uh, các bạn sẽ ở một cái vị trí mới, các bạn sẽ có khả năng là um, có thành tích cao hoặc là bạn có thể ở trong cái ngôi nhà bạn yêu thích, bạn mong muốn hoặc là bạn có khả năng là sẽ hoàn thành xong cái dự án kế hoạch gì đó của mình à, trong thời điểm này. Những vấn đề của bạn, những cái sự rối trí của bạn nó sẽ được giải quyết hoàn toàn, à, cuộc sống của bạn sẽ ổn định hơn, những chắc hơn nha. ở đây một số bạn có khả năng có đối tượng cũ um, có thể kết nối với những người cũ hoặc đối tượng cũ nào đó nhưng mà nếu như hai bạn có cơ hội để có thể kết nối nhưng mà nếu như hai người không có thể giải quyết được vấn đề và không thỏa hiệp được với nhau thì có khả năng là cũng sẽ không có đi đến đâu đâu ừ. uh, và giai đoạn này như mình nói không tin tưởng người khác quá mức làm ăn thì cần phải thận trọng hoặc là những cái người mình quen biết thì phải liệu cơm gấp mắm không? thôi các bạn sẽ bị người khác kéo mình vô những cái tình huống nào đó mình không có không có biết được thì mình rất là bị thiệt thòi ha à, trong vòng một vài tuần tới thì có thể là sẽ có cái kết quả hoặc là sẽ có một cái điều gì đó tươi sáng tích cực hoặc là những cái điều mà mình nói bạn sẽ thu hút được trong vài trong một vài tuần tới các bạn được khuyến khích là hãy nhận kia tìm kiếm thêm thông tin rõ ràng có những gì đó không rõ ràng thông tin bị che giấu thì mình rất là dễ bị người khác thao túng à. Các bạn được khuyến khích hãy kiên nhẫn và kiên trì Đừng vội vàng, đừng hấp tấp, từ từ Các bạn có được cái thành công nè, success nè Thành công về tài chính hoặc là thành công về bất kỳ những vấn đề gì đó mà bạn đang gọi là hành động Các bạn được khuyến khích hãy hành động đi, hãy chủ động Hãy bắt tay vô làm đi, bạn đã sẵn sàng rồi đó nha Và thành công nó sẽ được mang đến cho các bạn Ừ. Một số bạn có thể là bạn sẽ chọn những cái phương thức mới, con đường mới, hướng đi mới, công việc mới, dự án mới Hoặc là có thể là chọn những cái cách nên là giải quyết công việc mới, những cái giải pháp mới Hoặc là ai đó giúp đỡ bạn có thể là những cái người hỗ trợ các bạn có thể là sẽ Một số bạn sẽ tương trợ hoặc là tương tác với những người mới mẻ Có thể họ sẽ giúp được bạn uh, nhanh gọn hơn là những cái đối tượng cũ kiểu vậy À, có thể có một vài bạn sẽ tiến đến hôn nhân ừ hôn nhân với người yêu của mình sau một cái quá trình yêu đương cũng rất là lâu dài bền chắc kết thúc với giai đoạn độc thân ha. khoảng 4% trăm rồi mình xin kết thúc các bạn Cung bạch dương ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn cung sư tử bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn cung sư tử để xem coi uh, bạn sẽ thu hút điều gì đến với bạn sớm nhất và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chi nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn cung sư tử. Các bạn cung sư tử là những người có khả năng là rất là hy vọng có một cái máy ấm gia đình hạnh phúc yên vui trọn vẹn hoặc là hy vọng cuộc sống gia đình mọi người trong gia đình của mình có được cái sự là um, có sự là tích cực ha, vui vẻ hoặc là mọi người đều làm việc tốt đẹp Ở ừ. đây mình thấy dường như có một số bạn có kết nối với cộng đồng hoặc là bạn cũng là một người rất là giỏi khéo ăn nói khôn ngoan và có khả năng giao tiếp khá là tốt được rất là nhiều người yêu mến một số bạn ở đây đang mong chờ một cái chuyến đi một cái sự thay đổi hoàn cảnh hoặc là trông chờ tin tức từ người thân ở xa mình thấy các bạn ở đây toàn là trai xinh gái đẹp thôi ở đây bạn đang rất là muốn đi du lịch hoặc là đang muốn thực hiện một kế hoạch gì đó mới mẻ hoặc ừ. là bạn đang nghĩ đến một cái đối tượng tình yêu nào đó ở xa và rất là mong muốn tiến đến hôn nhân một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người rất là thích hỗ trợ người khác chia sẻ và cho đi hoặc là rất là mong muốn mình có nhiều tiền để có thể giúp đỡ những người cơ cực khó khăn ha ừ và ngoài ra ở đây mình thấy có thể là bạn có khả năng là đang làm việc cố gắng làm việc rất là nhiều để có thể gọi là giúp đỡ gia đình của mình hoặc là có thể có một cuộc sống nó ổn thỏa và nó có sự hạnh phúc hơn hoặc có tiền để có thể mua sắm những cái món đồ mình yêu thích kiểu vậy các bạn cung sư tử sẽ thu hút điều gì đến với bạn nhanh nhất đây mình thấy các bạn sẽ thu hút được cái sự bình yên sự hài hòa sự thanh thản và ngoài ra các bạn có được những cái sự khôn ngoan từ ông bà tổ tiên hướng dẫn hỗ trợ các bạn để bạn biết mình phải làm gì trong thời gian tới có những cái hành động có những hướng đi thiết thực cho cuộc sống của mình ngoài ra một số bạn có khả năng là sắp tới sẽ nhận được những món quà những phần thưởng hoặc là những cơ hội gia tăng thu nhập Ừ. hoặc là nhận được tin tức từ một ai đó ha và ngoài ra một số bạn sức khỏe sẽ tốt hơn tăng cường được sức khỏe tăng cường được sự mạnh mẽ sự quyết tâm hoặc là giúp cho nâng cao cái tinh thần của mình ừ. sức khỏe tinh thần thể chất của bạn đều tốt một số bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ mọi người dành cho các bạn hoặc bạn được khuyến khích hãy có sự quan tâm hơn đến những người thương yêu các bạn trong thời điểm này ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn trong thời điểm này có thể là lựa chọn trong công việc hoặc là trong tình yêu à... hoặc là mua sắm gì đó có thể năng là cũng sẽ có rất là nhiều lựa chọn một số bạn giai đoạn này có thể mua sắm nhiều thứ hoặc là hơi vuông tay quá chán cho nên là cũng nên có sự tiết chế chừng mực có một cái khoản tiết kiệm cho tương lai sẽ an toàn hơn một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có được một cái sự lời chào từ thiên đàng dành cho các bạn có thể là bạn có người thân yêu đã khuất đã lên được lên thiên đàng hoặc là những cái lời chào từ thiên thần vũ trụ có đấng bảo hộ thiên liên, yeah. có sự quan tâm và có sự gọi là muốn gửi cho bạn một cái sự an ủi hoặc là một cái sự bảo vệ của các bạn. Các bạn ở đây cũng đang trong quá trình của sự thanh lọc làm sạch cơ thể hoặc là thanh lọc giải độc những quá chất độc hại hoặc là một vài bạn ở đây có thể là các bạn đang muốn cải thiện vóc dáng của mình hơn thì các bạn đang trong quá trình gọi là thanh lọc hoặc giảm cân thành công đó đặc biệt các bạn nữ nha các bạn có hy vọng nè ừ. và tìm ra được cái mục tiêu mục đích sống của mình hoặc tìm ra được cái vị trí trung tâm gì đó trong cuộc sống của mình hoặc là có thể một số bạn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý ừ. Đây mình thấy có một số bạn có những cái vấn đề pháp lý, giấy tờ, hồ sơ gì đó có thể là sẽ có nhiều người quý nhân hỗ trợ nha Thấy có một người mang năng lượng nam, đây là một người có sự gọi là thông minh, giỏi giang, đẹp trai, tài giỏi và có sự gọi là có khả năng lãnh đạo tốt Và một người mang năng lượng nữ thì cũng mang nguồn năng lượng như vậy Toàn là những người có thể rất là giỏi trong giao tiếp, ứng xử, và rất là tự tin về cái kiến thức và cái kinh nghiệm của họ Thì có thể năng là cái vấn đề giấy tờ của bạn sẽ được thông qua đó một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn uh, sẽ thu hút được một cái tình yêu gì đó cũng khá là lãng mạn tuy nhiên á các bạn nữ cẩn thận bởi vì cái khả năng cái mối quan hệ này bạn sẽ có thấy có cảm giác bạn sẽ cảm nhận như nó là một cái báo hiệu đỏ đè, cờ đỏ đó bởi vì họ đến với bạn chỉ vì tình ái tình dục thôi chỉ để thỏa mãn thôi có thể là lúc ban đầu rất là thỏa mãn nhưng mà sau đó các bạn sẽ hối hận uhm hoặc có những cái sự mâu thuẫn tranh cãi hoặc là có sự kiểu như là lúc đầu thì rất là nồng nhiệt sau đó sẽ có sự lạnh lùng dần dần hoặc là có sự yên lặng không quan tâm với nhau hoặc là bị phụ thuộc cảm xúc ừ, chỉ tìm nhau khi mà các bạn cảm thấy là khao khát nhau thôi và không có cảm giác là mọi thứ nó được gọi là xây dựng trên một cái nền tảng vững chắc và uh, kiên định cho nên là các bạn nữ hết sức thận trọng uh, với những cái mối tình ngắn ngắn hạn mối tình uh, tình một đêm hay là những cái mối quan hệ mà gọi là kiểu nó không cho bạn cảm giác an toàn thì bạn nên tránh xa cái điều đó ra nha. Yeah. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn sẽ nhận những sự trợ giúp mới hay những món quà những cái gì mà bạn cần thì nó sẽ được mang đến với bạn một cách kịp thời. Ngoài ra một số bạn có những cái khoản tiền được tiết kiệm tăng cao hoặc là dành dụm được cho bản thân của mình hoặc là bảo vệ được tài chính của mình và không có bị gọi là thất thoát quá nhiều trong cái việc mua sắm hoặc là một số bạn có thể làm giấy tờ gì đó tưởng là sẽ tốn nhiều nhưng mà có thể bạn sẽ được tiết kiệm được một khoản khá khá chẳng hạn ngoài ra ở đây có thể là bạn sẽ có cảm giác thỏa mãn hài lòng với những kết quả mà bạn đạt được có những cái cạnh tranh đấu đá gì đó thì mình thấy là bạn giai đoạn này không nên gọi là kiểu trách móc hoặc là tranh cãi với người khác dĩ hòa di quý công bằng công lý sẽ được thực thi và những gì mà người khác nói xấu gì chích phê bình các bạn họ sẽ có cái bài học cho riêng họ vì của các bạn là hãy giữ bình tĩnh nhẹ nhàng để có sự gọi là à, giải quyết hoàn hoàn cảnh của mình một cách khôn ngoan nhẹ nhàng nhất à, để tránh những sự xung đột giai đoạn này có những người xung đột họ sẽ có khả năng là gây cho bạn những cái sự khó chịu như là gửi những cái nguồn năng lượng xấu à, hoặc là có sự tấn công tâm linh gì đó đến với các bạn cho nên các bạn thêm bạn bất thù ha. trong thời điểm này À, một số bạn ở đây thì có khả năng là hay ngủ mơ thấy uh, những cái điều không tốt hoặc là kiểu như là bị uh, bóng đè thì các bạn có lời chào từ thiên đàng đó cho nên là các thiên thần sẽ rất là muốn hỗ trợ các bạn bảo vệ các bạn đặc biệt các bạn hãy cầu xin với thiên thần Michael bảo vệ các bạn khỏi những nguồn năng lượng xấu những nguồn năng lượng tiêu cực hoặc là giai đoạn này có ai đó mời gọi hợp tác làm ăn đầu tư thì mình cũng nên cân nhắc bởi vì nhìn thấy có có tiêu cực nè có um, con quỷ nè À, có sự thao túng hoặc là có một cái sự cám dỗ cạm bẫy cho nên các bạn cẩn thận để tránh bị lừa bị mất mát bị lợi dụng ở đây Và tránh tranh cãi với người khác ha. và nhìn thấu mọi thứ một cách rõ ràng và chuẩn mực nhất ừ. và một số bạn ở đây trong tình yêu thì cũng nên có những cái sự thấu đáo và rõ ràng trong mối quan hệ để tránh có những cái hiểu lầm không đáng thì cũng rất là dễ chia tay ngắt kết nối ừ và mình thấy ở đây có thể là một số bạn sẽ tỏ sáng hơn đẹp đẽ hơn hoặc là có thể được yêu thích hơn được nổi tiếng hơn hoặc là có những cái nguồn tài chính đối với bạn có những cái nguồn lợi nguồn thu nhập đến hoặc là có những cái phần biếu quà tặng từ ai đó mang đến các bạn ở đây và như mình nói là nhân quả được ứng nghiệm công bằng công lý được thực thi với các bạn các bạn cũng được nhắc nhở là không nên gọi là kiểu tham thì tham trong thời điểm này không nên gọi là nghe lời người khác làm cái gì đó nó không có đúng với pháp luật pháp thì rất là dễ bị rơi vào vòng lao lý nha. Và đôi khi có những câu chuyện của người khác các bạn cần phải tính toán thận trọng hoặc có những cái mâu thuẫn tranh cãi gì đó mà các bạn cảm thấy quá gây gốc các bạn cần phải dựa vào pháp luật ừ, bị kéo vào một cái tình huống nào đó thì hãy để cho pháp luật giải quyết chứ các bạn không nên manh động cẩn thận và suy xét à, để có thể nhìn thấu vấn đề và có thể chuyển hóa mọi thứ một cách an toàn nhất cho các bạn. Ừ. Bởi vì giai đoạn này đôi khi có những người đến gài mình nữa đó, đặc biệt những bạn giao dịch mua bán đâu đó, có chừng có những cái người gài Hoặc là đếm tiền, lộn tiền, thối tiền hoặc đưa tiền không có đủ hoặc là đưa tiền giả vân vân. À, có những cái cơ hội những thách thức đến với các bạn, nhưng mà mình thấy có thể là bạn um, có một sự kiểu là sống tốt thì trời xanh tự an bài cho các bạn nha. Yeah. Những người làm không tốt những người vu oan giá quạ hay làm điều gì đó tiêu cực các bạn họ sẽ rơi vòng lao lý đó và ừ. yeah, ngoài ra thì như mình nói có ký hợp đồng hay làm bất cứ điều gì cũng phải có một cái sự gọi là hợp đồng rõ ràng công chứng rõ ràng tất tần tật mọi thứ phải rõ ràng chứ đừng có dị tình là người quen biết hay gì đó rồi để qua để lại rồi cuối cùng cái người thiệt thòi là các bạn à, mất lòng trước được lòng sau cho nên cái gì cũng phải có một cái sự uh, chứng thực um, thực tế hoặc có sự uh, có sự gọi là um, hỗ trợ của pháp luật để bản thân của mình không có bị thiệt thòi nha như vậy giai đoạn này không cho vay mượn tiền không có mượn tiền dùm người khác rất là dễ nhiều người tráo trở trở mặt với mình nha đấy là như vậy à, và một số bạn khá là nổi tiếng cho nên cũng sẽ có những cái lời bình luận kém duyên đừng quan tâm đến họ hãy cứ tập trung vào phát triển ngày càng nổi tiếng hơn ngày càng thành công hơn và không nói chuyện về pháp luật không nói chuyện về chính trị bởi vì sẽ rất là nguy hiểm cho các bạn nếu như mình có sự sơ hở nói ra một cái điều gì đó không đúng cho nên tiết kiệm lời nói cẩn thận hơn trong ngôn từ uống lưỡi bảy lần trước khi nói một à. số bạn sẽ có sự gắn kết với những người thân ở xa về thăm hoặc là đi du lịch với người thân của mình hoặc là ăn uống gì đó vui vẻ có nhiều cái bữa tiệc vui vẻ ở đây à. Và opportunity có những cơ hội đến với các bạn nè Những cơ hội nhưng mà phải nhìn thấu những cơ hội đó để tránh gọi là Tham dự vào những cơ hội kiểu như là nó không có chắc chắn Forgiveness, các bạn được nhắc nhở là hãy có sự tha thứ Tha thứ cho chính mình hoặc tha thứ cho người khác Thì bạn có khả năng là sẽ nhận được những cái sự chở che, sự bảo vệ và phần thưởng Từ ân trên Cái tình huống của bạn sẽ được cải thiện thôi ha ngoài ra các bạn được khuyến khích buông bỏ những cái điều gì đó không phù hợp với mình những mối quan hệ tốt, ờ những mối quan hệ không tốt hoặc là có khả năng một số bạn sẽ có sự rời đi đi đến một cái nơi nào đó phù hợp hơn chuyển nhà chuyển chỗ ở ừ. hoặc có một số bạn ở đây muốn đi làm xa thì các bạn cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng cái đối tượng mà gọi là môi giới bởi vì đôi khi có những người nhận tiền nhưng mà họ không có giúp được mình nên các bạn cần phải tìm hiểu kỹ nha sẽ có những cái dấu hiệu được đưa tới các bạn để các bạn được nhắc nhở hoặc là hướng dẫn trong thời điểm này đó. Trong vòng tháng một vài tháng tới thì có khả năng là mọi thứ của bạn sẽ được cải thiện hoặc là mọi thứ nó sẽ được quá giải hoặc là bạn sẽ đạt được một cái điều gì đó bạn mong muốn. Các bạn có sự phục hồi về sức khỏe, về tinh thần, về thể chất của mình. Và yes, ha, cái điều bạn mong muốn sẽ đến thôi, ha, kiên trì một chút. Ừm. Rồi mình xin kết thúc các bạn cung sư tử ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn hai à, Xin chào các bạn cung nhân mã Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn cung nhân mã Để xem có cảm um, bạn sẽ thu hút mạnh mẽ nhất điều gì đối với bạn sớm nhất có thể ha Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xem liên kết năng lượng các bạn cung nhân mã các bạn cung nhân mã là những người có thể um, đang chuẩn bị có những cái sự thay đổi dịch chuyển gì đó trong cuộc sống của mình có thể là chuyển nhà chuyển chỗ ở đi du lịch một số bạn ở đây mình thấy có thể là dạo gần đây các bạn cũng um, rất là năng động rất là phấn chấn hoặc là có thể một số bạn cũng là một người rất là giỏi ăn nói khôn khéo thông minh nhạy bén trong cuộc sống của bạn có thể bạn cũng có sự kết nối với khá là nhiều người nam trong thời điểm này các bạn đang cố gắng cân bằng cuộc sống của mình và có thể là đứng trước giữa rất là nhiều sự lựa chọn nhiều cơ hội à, ở đây mình thấy có thể một vài bạn các bạn uh, đang quan tâm nhiều hơn đến gia đình hoặc khao khát con mama một mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn hoặc là một số bạn ở đây có thể là các bạn uh, Mong muốn rằng những cái vấn đề gì đó của bạn nó sẽ được giải quyết ổn thỏa Hoặc là có thể có người thân ở xa sắp về thăm Cho nên có một cái sự đi giải ngoại, đi dạo mát Hoặc là đi chơi với người thân của mình vậy? Thấy các bạn có khả năng là trong thời gian tới Sẽ đi đứng hoặc đi đây đi đó khá là nhiều Hoặc đi du lịch khá là nhiều Rồi để mình xem coi bạn đang thu hút uh, Điều gì đến với bạn nhanh nhất hay có hai người mang năng lượng nam tác động vào trong cuộc sống các bạn. Một cái người thì rất là táo bạo, thông minh, nhạy bén, kiên cường, giỏi ăn nói, khôn khéo, có tài cao học rộng. Người thứ hai thì có thể năng là cũng nhanh nhẹn, khá là chủ động, năng lượng trẻ ha, một người là quyết chí, quyết thắng, <laughs> hơi nóng tính một chút. Có thể những người này sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề di chuyển của bạn nó thành công. Hoặc là có thể sắp tới một số bạn có shipper đến tìm đó. À, mình thấy có thể là bạn sẽ uh, thu hút được một cái sự gọi là được sự quan tâm từ mọi người dành cho các bạn hoặc là bạn có sự thể hiện sự quan tâm với người khác đồng thời bạn có sự kết nối mạnh mẽ với người thân của mình uh, với những người thương yêu của mình và bên cạnh đó một số bạn sẽ có sự gọi là làm làm chủ được bản thân hoặc tinh thần của các bạn hoặc là cân bằng trong thời điểm này uhm, có sự gọi là lùi lại và có sự gọi là bình tĩnh hơn trong mọi việc nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan rõ ràng hơn. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn à, giúp đỡ ai đó thì các bạn có khả năng được ai đó giúp đỡ lại. ha Hoặc là bạn có thể là nên có sự gọi là hỗ trợ lại nếu như ai đó cần sự giúp đỡ từ các bạn chẳng hạn. Ở đây có một số bạn có sự thu hút với mối quan hệ tình yêu hoặc là tình cảm hoặc là bạn bè vân vân. Có những mối quan hệ ở đây và một số bạn ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hít thở đều đặn trong thời điểm này cân bằng bình tĩnh trước khi mình làm đừng có làm cái gì quá đó cái gì đó quá gọi là vội vàng hấp tấp và hãy suy nghĩ kỹ trước khi mình nói mình hành động thì sẽ tốt hơn và bạn không hề cô đơn bạn luôn được ơn trên soi sáng dẫn dắt hỗ trợ các bạn tìm ra cái lối thoát tìm ra cái um, hướng đi ha, rõ ràng nhất bạn có niềm vui nè và có khả năng có sự tha thứ ở đây có thể bạn tha thứ cho ai đó hoặc là ai đó họ có sự tha thứ cho các bạn à. đây có tình yêu có thể một số bạn sẽ có một cái sự gắn kết tình yêu thương hơn với người yêu của mình hoặc là với vợ chồng của mình con cái đâu đó hạnh phúc hơn và yeah, ngoài ra có thể các bạn uh, hay bị thức khuya khó ngủ trong thời điểm này có thể một số bạn sẽ tìm ra được cái phương thức phương pháp hoặc là ai đó sẽ chủ lành cho các bạn vấn đề này yeah. uh, một số bạn ở đây mình thấy có thể là có những cái hối tiếc hối hận gì đó thì sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi uhm, sẽ có được cái câu trả lời hoặc là có những cái kiến thức những cái um, sự thật gì đó bạn mong muốn được biết thì có thể năng là mọi thứ nó sẽ được làm rõ sẽ được có một cái sự rõ ràng À, ở đây mình thấy có thể một số bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ khá là nhiều trong thời điểm này cầu nguyện cho người thân đã khuất ừ. thì mình thấy cái lời cầu nguyện được đáp lại nha ừ. mình thấy các bạn sẽ giúp cho người thân của bạn thoát khỏi được những cái nghiệp chướng nghiệp nợ ừ. và ngoài ra có thể là một số bạn ở đây Mình thấy có thể là bạn sẽ học hỏi mỗi điều gì đó mới Hoặc là nâng cao kiến thức sự sâu sắc của mình à, có một số bạn sẽ thoát khỏi một cái mối quan hệ gì đó không phù hợp hoặc là thoát khỏi một cái vấn đề gì đó để bạn có sự gọi là gọi rửa tái sinh hoàn toàn ừ. và ngoài ra mình thấy thể là bạn bạn nhận được rất là nhiều niềm vui à, nhận được có khả năng là một số bạn nhận được một số món quà nữa hoặc là có khả năng là một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân với người yêu ở đây mình thấy các bạn có sự kết nối với hai người nữa, hai người nam và nữ, đây là toàn là những người sống nhân từ, thấu đáo, tình cảm, âu ám ấm áp và ân cần chu đáo và biết quan tâm mọi người. có thể người này là một người chủ lành rất là cao, chủ lành về tinh thần hoặc là thể chất cho các bạn. hoặc có khả năng là trong thời gian tới mình thấy các bạn sẽ có sự điềm tĩnh nhẹ nhàng nhìn mọi việc mọi người với một cái cặp mắt yêu thương mà không phán xét, nha. Yeah. Ngoài ra ở đây có nếu có những cái lỗi lầm, có nếu có những cái điều gì đó mình hành động sai hoặc là mình kiểu như là làm cái gì đó mà nó gây thiệt hại mình không có thể cứu vãn được á. Bạn cũng hơi có hối hận ở đây thì có khả năng là mọi thứ nó sẽ được làm rõ hoặc bạn có cơ hội thứ hai để bạn có thể làm lại. Kiểu vậy. Hoặc là có khả năng là lỡ lời với một ai đó thì có khả năng là họ sẽ tha thứ và có sự gắn kết lại, làm bình bình hòa lại, hòa thuận lại kiểu vậy. Là một số bạn mua phải món đồ không tốt và có cơ hội để đổi trả. Ngoài ra ở đây thì mình thấy có thể là các bạn cũng uh, nâng cao kiến thức rất là nhiều hoặc có cái tiếng nói trong cộng đồng hơn, có tầm ảnh hưởng hơn với mọi người. Ừ. Bên cạnh đó thì một số bạn có những cái sự ký kết, hồ sơ giấy tờ gì đó có thể cũng sẽ được thông qua, có những cuộc gọi, cuộc thông báo được mang đến các bạn hoặc là bạn sẽ có thêm những hợp đồng mới cho cái công việc của mình. À, hợp đồng hoặc là tiền bạc cơ hội nó nó tràn về cuộc sống của các bạn nha những thông báo gì đó mà bạn đang chờ đợi thì nó sẽ được mang đến đó và toàn là những tin vui thôi à, có một số bạn sẽ có thiết bị điện tử mới như là điện thoại hoặc là nồi điện vân vân à. thấy có khả năng là cũng hơi bị chi tiêu nhiều mua sắm nhiều đó cho nên là tiết chế cái thì mua cần thì mua không cần thì thôi ha để tránh bị thiệt hại tiền bạc <laughs> một số bạn có thể là nổi tiếng hơn được nhiều người yêu thương quan tâm biết tới hơn hoặc là có khả năng sẽ có những cái sự gọi là hợp đồng ký kết nhiều hơn khi mà bạn biết nâng cấp chính mình uhm. Yes, ha. điều bạn mong muốn sẽ đến nè Hoặc là cái cảm giác hòa bình sẽ đến các bạn ở đây và có điều gì đó tốt hơn đối với các bạn trong thời gian tới cho nên nếu như mình không đạt được cái điều gì đó không có nghĩa là bạn không xứng đáng mà có nghĩa là bạn có những cái điều tốt hơn đến hãy hành động nha hành động cho điều mình muốn hành động bắt tay vô thực hiện thằng muốn học cái gì đó thì cứ học đi à, bạn sẽ có sự cải thiện về sức khỏe nè và ngoài ra hãy cầu nguyện các thiên thần mời gọi các ngài bước vào để hỗ trợ các bạn giải quyết những tình huống gì đó khó khăn của mình à, những cái sự kiểu như là đôi khi có những cái buổi thòm bàn luận hoặc là giao dịch mua bán thảo luận gì đó bạn rất là mong muốn là mình sẽ đạt được cái cái kết quả tốt thì bạn hãy cầu xin thiên thần đặc biệt thiên thần michael thiên thần gabriel thiên thần raphael giúp cho mọi thứ của bạn nó có sự suôn sẻ thuận lợi đặc biệt thiên thần gabriel thì sẽ giúp cho các bạn nói chuyện khôn khéo hơn và có khả năng ký kết nhiều hợp đồng hơn có sự sáng tạo hơn hãy luôn duy trì cái sự tích cực đến với mình đôi khi có những cái điều gì đó nó diễn ra không có đúng như mong đợi hoặc là không không đúng như những gì mà bạn tưởng tượng đâu à, đôi khi có những sự từ chối lại là cái sự bảo vệ ha cho nên cứ giữ cái những cái tinh thần tích cực nhất có thể ừ. và các bạn sẽ được phục hồi sức khỏe wow dạ gần đây một số bạn hơi yếu trong người có thể là, là bạn sẽ có sự phục hồi sức khỏe năng lượng tinh thần thể chất của mình ha là cẩn thận trong ngôn từ lại ăn tiếng nói để tránh có những cái sự hiểu lầm. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn nhân mã ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn cung Market. kết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn cung Market kết để xem coi bạn đang thu hút điều gì đến với bạn nhất nhất. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn cung Market kết các bạn cung Market kết là những người gọi là sống rất là tình cảm ha nhân hậu và có khả năng là đang dành thời gian lùi lại để chăm sóc chính mình hoặc là tìm kiếm câu trả lời giải pháp gì đó hoặc đang dành thời gian bế quan tỏa cản học hỏi nâng cao kiến thức chuẩn bị cho những cái buổi thi cử hoặc là phỏng vấn trong thời gian tới và dạ, gần đây có thể cuộc sống của bạn cũng hay có những cái sự tranh đua cạnh tranh cãi vã có thể chứng kiến rất là nhiều cái sự cãi vã sự mâu thuẫn ừ. tuy nhiên mình hãy tập bạn hãy tập trung vào niềm vui hạnh phúc hơn là những cái sự mâu thuẫn bên ngoài những cái drama bên ngoài hãy tập trung vào chính mình nâng cấp chính mình để tạo ra cái cuộc sống thỏa mãn trọn vẹn mà bạn mong muốn đừng để cho những cái điều khác nó mất khiến cho mình mất đi cái sự tập trung và ngoài ra trong thời điểm này phải có sự gọi là tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện mọi thứ Một cách rõ ràng, xác đáng Để tránh có những cái suy nghĩ hoặc những cái hiểu lầm à, Cái gì cũng phải tìm hiểu kỹ hoặc là trước khi mình nói cũng nên có sự cân nhắc Uống lựa bảy lần trước khi nói nha à, vậy Và uống nước nhiều, dễ cho mình có sự tỉnh táo và thấu suốt nhất Bình tĩnh nhất ừ. một số bạn có khả năng dạo gần đây tăng cân có thể đang muốn giảm cân cho nên đang tìm kiếm cái phương thế phương thức nào đó nó hiệu quả nhất cho các bạn các bạn có được cái sự khôn ngoan là sự thông thái sự hiểu biết sự thông tuệ và có được những kiến thức cần thiết để bạn có thể biết mình sẽ làm gì trong thời gian tới các bạn được có được những giây phút tĩnh lặng cho chính mình và giai đoạn này các bạn cần phải lùi lại rút vào cái kén của mình nghĩa như là các bạn cần phải có sự bảo vệ năng lượng của mình tránh xa những nguồn năng lượng đấu đá bên ngoài các bạn có niềm vui nè nha một số bạn có thể sắp tới sẽ mua cái đèn mới uhm, và ngoài ra mình thấy các bạn như mình nói là hít thở đều đặn trong thời điểm này hoặc là chăm sóc sức khỏe của mình để tránh bị bệnh nghẹt mũi rồi đó một số bạn ở đây là mình thấy có thể là bạn nói chuyện người ta sẽ nghe bạn hơn hoặc là bạn sẽ uh, nên nghe nhiều hơn ít nói lại nha thì sẽ tốt hơn Ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có uh, Có thể thấy rất là nhiều con số lập 555 đó Có thể lên bạn uh, lên Google sợ con số thiên thần 555 để biết thêm chi tiết Đây mình thấy có thể là bạn sẽ có những cái sự được truyền cảm hứng Hoặc có những cái niềm đam mê gì đó của bạn và muốn phát triển nó Tuy nhiên có thể bạn cũng hơi lo lắng Hoặc là bạn cảm thấy là mình không đủ tốt để có thể có được cái điều mình muốn Tuy nhiên bạn cần có một khoảng thời gian để tìm hiểu, để nghiên cứu, để tìm tòi Thì bạn mới có thể thành công được, phải có kế hoạch Và ngoài ra một số bạn như mình nói có sự thanh lọc cơ thể Chăm sóc cho sức khỏe cũng như là giữ dáng hơn ha Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một sự biết ơn, trân trọng những gì mình đang có Hoặc là có thể có được cái cảm giác hài lòng, mãn nguyện cái điều gì đó Cho nên mình thấy các bạn có sự biết ơn, trân trọng ở đây nè đây một số bạn sau cái quá trình bạn nỗ lực thì bạn có sự thi cử thành công cho nên bạn có sự biết ơn và bạn được khuyến khích biết ơn nhiều hơn để mở rộng niềm vui niềm hạnh phúc. Ừ. Một số bạn cung ma kết và gần đây lo lắng nhiều, bất an nhiều và hay thức khuya, không tốt cho sức khỏe nha Ở đây mình thấy là có khả năng là các bạn sẽ có những cái vấn đề giấy tờ pháp lý, hồ sơ gì đó sẽ được giải quyết sẽ tìm được, cái, được, được ai đó giúp đỡ hỗ trợ hoặc là tìm ra được một lý do hoặc là một cái câu trả lời hoặc một cái sự rõ ràng vấn đề pháp lý đó có thể là sẽ có một người mang năng lượng nữ và một người mang năng lượng nam đây toàn là những người nhân hậu thích giúp đỡ ân cần và chu đáo có thể sẽ giúp cho bạn có thể gỡ rối và buông bỏ những cái giai đoạn khó chịu có sự rời đi với cái trạng thái gọi là bình an và thanh tịnh hơn ừ, sẽ có nhiều người tương trợ các bạn ở đây trong các việc giải quyết vấn đề các bạn hoặc một số bạn có thể là học hỏi họ cái điều gì đó thì có thể là các bạn sẽ học được nhiều sâu sắc hơn và có nhiều kiến thức mở rộng phát triển hoặc có thêm những cái nhóm cộng đồng mới có thêm những người bạn à, tương trợ các bạn trong quá trình học tập ừ, hoặc một số bạn có khả năng là giữ cái vị trí vai trò lãnh đạo vai trò cố vấn vai trò chia sẻ người hỗ trợ cho những cái người à, trẻ tuổi chẳng hạn Yeah. ngoài ra một số bạn có thể là bạn sẽ hướng về đạo giáo hoặc là bạn sẽ hướng thiện hơn đi chùa đi nhà thờ đó khá là nhiều trong thời điểm này uhm. Có một số bạn ở đây mình thấy có thể là khi mà bạn ký kết giấy tờ hồ sơ làm hợp đồng gì đó các bạn cũng nên cân nhắc thận trọng để tránh có những cái sự tranh cãi cãi vã giai đoạn này nếu như có những cái điều gì đó tranh đấu mâu thuẫn thì các bạn có những điều mình không kiểm soát được và có những cái người quá hung hăng hãy nhờ pháp luật giải quyết dùm chứ các bạn không nên manh động giai hoạt đoạn này phải có pháp luật, có cơ quan um, tổ chức um, họ hỗ trợ các bạn uh, để bạn tránh bị thiệt thòi nha. Và làm bất cứ điều gì, gì cũng nên có sự thỏa hiệp hoặc là học hỏi coi kinh nghiệm từ những người đi trước, xin lời khuyên, uh, tìm kiếm thông tin để bản thân của mình không có bị gọi là um, dẫn dụ hoặc là bị thao túng ha. Uh. Uhm, một số bạn sẽ có sự chuyển nhà, chuyển chỗ ở Hoặc là sẽ có sự gọi là đi đến một cái nơi nào đó yên tĩnh hơn Và tiền bạc của bạn có khả năng có sự gia tăng gấp đôi Hoặc là có thể năng là bạn sẽ có khá là nhiều tiền Hoặc có cơ hội để có thể kiếm thêm thu nhập cho chính mình uhm. Có một số bạn sẽ có những khoản tiền bất ngờ Đối với các bạn ở đây Ngoài ra bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới Hoặc có nhiều sự lựa chọn uhm. Hãy chọn lựa những cái điều gì đó phù hợp với giá trị của các bạn mong muốn của các bạn các bạn sẽ có thể là mua những cái món đồ mới nè hoặc có những người bạn mới có những người sẽ bước vào cuộc sống các bạn rất là mới mẻ ừ. có những quý nhân hỗ trợ nhưng mà cũng có những cái người gọi là thích tranh đấu thích cãi vã những cái người gọi là kiểu hơi bướng bỉnh hơi ngạo mạn thì bạn đừng quan tâm đến họ đừng mất thời gian với họ đừng mất năng lượng với họ Như mình nói giai đoạn này lắng nghe nhiều hơn và ít nói lại à, tránh xa những người tiêu cực như vậy tha thứ là cái cách để bạn có thể buông bỏ những nguồn năng lượng xấu này và giai đoạn này như mình nói là công bằng công lý được thực thi nhân quả rất là đến rất là, rất là gần và rất là nhanh cho nên ai làm gì đó không tốt sẽ có bài học việc của mình là cứ sống tốt sống thiền lành làm những điều giá trị à. để bản thân của mình được ghi công trong mắt vụ được uh, ghi điểm trong mắt vũ trụ và mang đến cho bạn những cái may mắn những món quà cũng như bạn cũng là tấm gương sáng cho những cái người trẻ tuổi trong gia đình noi theo đó uhm một số bạn có tiếng nói hơn với người khác hoặc là có nhiều kiến thức tri thức để có thể chia sẻ và cho đi nhiều hơn à, có thể một vài bạn sẽ cải thiện được giấc ngủ khi mà bạn cố gắng tìm kiếm cái phương thức nào đó để có thể ngủ ngon hơn hoặc có người sẽ có sự chữa lành cho các bạn vấn đề này và có những buổi tiệc ăn uống vui vẻ ở đây một số bạn có khả năng là sẽ điều chỉnh được cân nặng của mình nếu như bạn có một cái phương thức giảm cân lành mạnh nhất số bạn sẽ đón nhận công việc mới làm việc cho một cái tổ chức một cái nhóm bạn bè hoặc là kiểu như là sẽ có sự kết nối với cộng đồng khá là nhiều học hỏi nâng cao kiến thức khá là nhiều ở đây cho nên ở những cái nơi nào đó mà phức tạp những nơi nào đó mà hết tranh cãi mâu thuẫn hoặc là gây cho bạn cái sự khó chịu thì bạn phải rời đi rồi đó bạn có nhiều lựa chọn à, ở bến trên là sự dồi dào sự phước lành sự đủ đầy sự dư giả được mang đến các bạn ở đây tiền tài vật chất cơ hội và đôi khi có những cái điều gì đó nó diễn ra nó không nó không như những gì bạn nghĩ. Đôi khi là có khả năng là ở một cái nơi nào đó mà có quá nhiều cái sự tiêu cực, sự khó chịu, sự bất mãn, hoặc là có nhiều người gây hấn với mình hoặc là làm việc ở một cái chỗ nào đó phù không phù hợp với mình, có nhiều người tranh đấu với mình. Thì bạn nghĩ đó là điều xui nhưng mà thực sự nó lại là một cái bước đệm để động lực để thúc đẩy các bạn chuyển sang một cái nơi khác phù hợp với bạn hơn hoặc công việc khác phù hợp với bạn hơn. nha bao giờ sự dồi dào phước lành sẽ đến và trong tương lai rất là gần thôi à, à, và bạn sẽ có được cái kết quả hoặc là bạn sẽ thu hút được cái điều bạn cần chắc action hãy hành động các bạn phải bước bắt tay vô hành động bắt tay vô làm thực hiện cái điều mình muốn hoặc là điều mình muốn học hỏi phát triển hoặc là thực hiện cái sự rời đi nha yeah. kiên nhẫn và kiên trì trước khi mình hành động mình phải kiên nhẫn và tìm hiểu kỹ rồi mới hành động không có vội vàng hấp tấp no need to worry bạn không cần phải lo lắng đâu Mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi cho nên hãy lắng nghe trực giác của các bạn ừ. tìm kiếm thêm thông tin nè ừ. phải rõ ràng trong mọi thứ để tránh hiểu lầm tránh tranh cãi tránh trách móc hoặc là tránh bị người khác thao túng lợi dụng nha yeah. thật là trong tình yêu cũng vậy dành thời gian kiên nhẫn để tìm hiểu về nhau nhiều hơn để hiểu mình và đối phương để từ đó có khả năng là chọn lựa đúng đắn cho chính mình để không có gặp những mối quan hệ nghiệt ngã mệt mỏi mất thời gian Rồi, mình xin kết thúc các bạn cùng market ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai à, xin chào các bạn cung kim Ngô bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn cung kim Ngô để xem các bạn sẽ thu hút điều gì đến với bạn nhanh nhất và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn cung kim ngưu. Các bạn cung kim ngưu là những người có khả năng là rất là trẻ trung, nhiệt huyết, nhiệt tình, hồn nhiên, thơ ngây trong sáng. Có khả năng các bạn đang khao khát một cái mối tình đẹp đẽ và tiến đến hôn nhân. Hoặc là bạn đang rất là quan tâm nhiều đến gia đình của mình. Hoặc là bạn đang hy vọng cuộc sống của mình sẽ có sự đủ đầy dư giả hơn về tiền bạc không phải lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền nữa một số bạn dạo gần đây hơi bị thất thoát tài chính hoặc là có một vài bạn có khả năng là tiền bạc bị um, giảm sút hoặc là sức khỏe không được tốt ừ. các bạn đang rất là mong muốn có một sự trợ giúp một cái cơ hội gì đó để đổi đời chẳng hạn các bạn sắp có những cơ hội mới được mang đến các bạn trong thời điểm tới nè tình yêu hoặc là cơ hội về công việc ừ, thấy các bạn dường như sắp có một cái sự kiểu như là thăng hoa về tình cảm đó hoặc là bạn có khả năng là tìm ra được cái mục tiêu mục đích sống hoặc ước mơ đam mê của mình là gì à. giai đoạn này các bạn nên uống nước chăm sóc cho cơ thể và đồng thời giữ ấm cho cơ thể và không tắm đêm nha. và có mua sắm gì đó thì nên cân nhắc thiệt hơn để tránh gọi là mua rồi mình không có xài rồi có khả năng là bị thiệt thòi tiền bạc của mình à, một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn có vấn đề gì đó sẽ được gia đình giúp đỡ nếu như bạn có sự mở lời Để xem qua bạn đang thu hút điều gì đến với bạn nhanh nhất You are not alone Bạn không có một mình Bạn không hề cô đơn Bạn luôn được sự tương trợ Nếu như bạn có sự gắn, co, gắn bó với mọi người và nhờ sự giúp đỡ Thì chắc chắn là bạn sẽ được ân trên hỗ trợ Gia đình giúp đỡ chẳng hạn đây mình thấy các bạn có đạt được cái sự khôn ngoan ha sự thông thái sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống ừ, nhận thức được mọi điều một cách rõ ràng hơn Đây một vài bạn sẽ có thú cưng mới nè có khả năng sẽ có sự gọi là kết nối với khá là nhiều động vật môi trường như là chim bột câu hoặc là cá ừ, chim bồ câu là biểu tượng của sự hòa bình nha. và cá tượng trưng là cái sự dồi dào sự đủ đầy đó sự thịnh dưỡng đó ở đây các bạn có đạt được cái niềm hy vọng nè, ừ, có nhiều điều khiến bạn cảm thấy hy vọng hơn trong thời gian tới. Những cơ hội đang đến. Các bạn có một cái sự yêu thương giá trị chính mình ha, yêu thương bản thân nhiều hơn. Sao lớp. Bạn càng yêu bản thân thì bạn càng phát triển và bạn càng có khả năng là may mắn hơn. Các bạn có khả năng là đạt được một cái món quà, một cái phần thưởng nào đó các bạn sẽ cảm thấy rất là tự hào về chính mình bạn nào đang thất nghiệp có thể tìm được cơ hội công việc cho nên là bạn cảm thấy mình cũng khá là may mắn hoặc là bạn có thể là tìm được công việc mà do chính bạn tự tay mình thực hiện tự mình gọi là bắt bắt lấy nó ha, nắm lấy được nó và ngoài ra các bạn có thể là nên chăm sóc sức khỏe đặc biệt cái vấn đề về sổ mũi nhức đầu rồi đó giữ ấm cơ thể không là bị bề, bị cảm rồi đó ha thở đều đặn trong thời điểm này một số bạn sẽ có một sự gọi là bị uh, kiểu um, vỡ hòa à trong hạnh phúc khi mà các bạn có được những cái phần thưởng những cái món quà những cái niềm vui được mang đến các bạn ở đây sẽ ừ. có những cái điều gì đó bất ngờ được mang đến các bạn tránh cái sự bướng bỉnh ha thời điểm này các bạn được khuyến khích hãy tin tưởng hoặc là mọi người sẽ có sự tin cậy ở bạn hơn hoặc là bạn có thể năng là gặp được những người đáng tin tưởng ừ, trong thời điểm này bạn hãy tin tưởng chính mình trước tin tưởng vào trực giác của mình để bạn có thể tránh được một số thiệt hại về tiền bạc bạn đang thu hút điều gì đến với bạn nhanh nhất ở đây một số bạn làm việc quá nhiều cực lực quá mang vác nặng quá rất là dễ đau, đau bệnh hoặc là đau lưng đó. cho nên là các bạn nên chia đều công việc ra từng bước từng bước nhỏ thực hiện hoặc là các bạn có thể giao việc cho người khác một số bạn ở đây có thể là những gánh nặng của bạn sẽ được dỡ bỏ bạn sẽ không còn gọi là mang vác nữa mà bạn sẽ có sự gọi là thoải mái hơn cân bằng hơn tìm ra được cái giải pháp tìm ra được cái hướng dẫn cái lý do cái câu trả lời cho những vấn đề mình thắc mắc nha yeah. đây một số bạn sẽ trở nên thông thái sâu sắc và hiểu biết hơn và có khả năng là sẽ giải quyết được mọi thứ mọi việc hoặc là bạn gặp được một cái người cố vấn một cái người tinh thần một cái người hỗ trợ các bạn cho bạn những cái lời khuyên hợp lý ở đây mình thấy có thể là bạn làm bất cứ điều gì các bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nha giai đoạn này có có tiểu nhân có những người không tốt có những người gọi là kiểu như là tải con tép bắt con tôm cho nên nếu như bạn có sự kiểu như là à, mình tin tưởng người khác quá mức đặc biệt những cái người mà mình thân thiết mình cho họ mượn tiền hoặc là mình là ăn chung với họ mình chung đụng tiền bạc hoặc là họ hùng tiền để mua cái gì đó chung chung đụng giai đoạn này chung đụng không có được. À, hoặc là làm ăn với người yêu cũng không được luôn. Ừ, nói chung là tiền mình mình giữ rồi mình không phô trương trong thời điểm này để tránh có những cái người ganh ghét ganh tị hoặc là có những người muốn lợi dụng mình đó. À, một số bạn ở đây nên có sự tỉnh táo và bạn có khả năng nhìn thấu mọi điều, có khả năng có những cái vấn đề drama gì đó mình bị kéo vô mà mình không có biết trước. Cho nên bạn cũng cần phải có sự gọi là cẩn thận, nhìn thấu mọi điều mọi việc, tránh nóng vội mà tránh hấp tấp hãy có sự cân nhắc kỹ lưỡng hoặc xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để bản thân của mình không có bị thiệt thòi thiệt hại giai đoạn này mình tranh cãi với người khác là có những cái người họ gây thiệt hại cho các bạn họ sẽ gây cho bạn cái sự đau thương tổn thương hoặc là có khả năng là ảnh hưởng đến tính mệnh đó cho nên là giai đoạn này giai đoạn gọi là kiểu nhẹ nhàng vui vẻ đi nhẹ nói khẽ cười duyên à, chứ không có nên gây hấn nha có nhiều người cố ý gây chuyện với mình nhưng mà bạn cần phải giữ cho mình cái sự gọi là một cái cái đầu nóng oh, một cái trái tim nóng một cái đầu lạnh ừ. và ngoài ra nên nghỉ ngơi các bạn làm việc quá sức không nghỉ ngơi là cố quá thành quá cố đó ừ. một số bạn sẽ có khoảng thời gian để nghỉ ngơi để thoải mái hơn và ngoài ra ở đây mình thấy có những cái vướng mắt gì đó của bạn nó sẽ kết thúc nhưng mà nó còn có thời gian nha nó có khả năng hơi kéo dài nhưng mà sẽ có kết thúc vụ việc của bạn là cứ kiên nhẫn và kiên trì thôi có những điều gì đó nó cứ kéo dài dây dưa là do um, chưa đúng thời điểm hoàn hảo để có thể biến chuyển Vì của các bạn là xua theo dòng tin vào sự giúp đỡ của ơn trên những các bạn đặc biệt có thiên thần hỗ trợ các bạn sẽ vượt qua những thử thách những khó khăn những trở ngại một người năng mang năng lượng nữ nhẹ nhàng ân cần chu đáo biết quan tâm người khác có thể họ sẽ hỗ trợ cho bạn lời khuyên hoặc là Ừ, chủ lành về sức khỏe các bạn ừ. hoặc là tinh thần của các bạn ở đây ngoài ra một số bạn có tình yêu có tình yêu đến ừ. tuy nhiên thì giai đoạn này bảy phần trăm một số bạn sẽ gặp một số người kiểu như là họ nói ừ họ muốn cưới mình họ muốn mình trao cho họ ha, trước đặc biệt các bạn nữ thì không nên nha có những cái người họ rất là dùng mánh khóe họ nắm được tâm lý của các bạn là muốn có được tình yêu kết hôn họ sẽ dùng cái tâm lý đó để họ có thể gọi là điều khiển các bạn để đạt được cái sự thỏa mãn nhục dục của họ cho nên các bạn cần phải tỉnh táo để tránh bị lừa bị lợi dụng trong thời điểm này liên quan đến tình yêu tình cảm có tình yêu đó một số bạn ở đây có thể là các bạn sẽ kết thúc với những cái mối quan hệ những cái người không tốt với mình bạn có khả năng là những cái người không tốt với bạn họ sẽ lò cái mặt chuột họ ra nè, và bạn sẽ nhìn thấu được cái người này họ không thật lòng với mình từ đó bạn có thể kết thúc hoàn toàn và tránh xa hoàn toàn những cái người đó và bạn nào bị người yêu phản bội hay gì đó có thể là sẽ có tình yêu mới xuất hiện nhưng mà hãy chủ lành trước đi ha và có cái nhìn sâu sắc lại hoặc là có sự rút kinh nghiệm để mình có thể có những sự lựa chọn phù hợp hơn với bản thân của mình giai đoạn này các bạn không cần vội có tình yêu có mọi thứ hoặc có cơ hội đến nhưng mà mình cần phải nhìn mọi thứ ở một cái góc độ khác suy tính cẩn thận để tránh bị rơi vào cái vòng vây bị mắc kẹt bị vướng mắt ha Ngoài ra giai đoạn này có một số bạn trước khi mình nói mình phải tìm hiểu kỹ câu chuyện vấn đề để tránh có những cái sự hiểu lầm trong tình cảm hoặc mối quan hệ xung quanh thì rất là dễ mâu thuẫn hoặc là kết thúc những mối quan hệ đó. Đây mình thấy các bạn được khuyến khích lắng nghe trực giác của mình nha. Và ngoài ra các bạn được khuyến khích là kiên nhẫn và kiên trì từ từ thì chắc cũng như thôi. Và trong tương lai gần thôi các bạn cũng sẽ thu hút những điều này đó những cái điều tốt đẹp đến với bạn một số bạn có thể đang là đám cưới một số bạn sẽ kết thúc được cái giai đoạn chờ đợi và có được cái cuộc hôn nhân hạnh phúc với người yêu hoặc là một vài bạn ở đây có tiền có bạc có sự dồi dào có sự đủ đầy nhưng mà phải biết đòn sử dụng dòng tiền một cách khôn ngoan để tránh bị bị thất thiệt hại à, có một vài bạn ở đây thì có thể là các bạn sẽ có những cái nguồn lợi nhuận gì đó gia tăng hoặc là có khó khăn thì được gia đình giúp đỡ hỗ trợ về vấn đề tiền bạc ở đây Ừ, được cứu ha ở bánh đinh sự dồi dào sự thịnh vượng sự đủ đầy sự phước lành hãy hành động ừ. khi mà mình đã tìm hiểu đầy đủ và có kiến thức hoặc là có cái kế hoạch rõ ràng thì hãy hành động hành động cho cái điều mình mong muốn các bạn sẽ có sự phục hồi về sức khỏe tinh thần thể chất và hãy tìm kiếm thêm thông tin hành động mà không có thông tin không có sự họ rõ ràng thì rất là dễ gọi là đi sai đường hoặc là thiệt hại hoặc là thua bại thất bại ừ. trong vòng một vài tháng tới có thể là mọi thứ nó sẽ đâu vào đó hoặc là mọi thứ nó sẽ ổn thỏa ừ. hoặc là sự phước lành sự dồi dào sẽ đến ha rồi mình xin kết thúc các bạn cùng Kim Ngưu ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn cung sự nữ bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết các năng lượng với các bạn cung sự nữ để xem coi bạn đang thu hút điều gì đến với bạn nhanh nhất và đây là những trò bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn đây ha liên kết năng lượng các bạn cung sự nữ các bạn cung sự nữ là những người có khả năng dạo gần đây rất là mỏi mệt trong cuộc sống uhm, có thể đã có sự kết thúc điều gì đó trong cuộc sống của mình có thể kết thúc công việc hoặc là tình cảm uhm, một số bạn thì có khả năng là các bạn uh, đôi khi có một số bạn đang gặp khó khăn trong công việc uh, vướng mắc gì đó thì cũng rất là muốn kết liễu đời mình nhưng mà không nên làm như vậy nha yeah. mình thấy một thứ nó sẽ cái giai đoạn kết thúc này sẽ mở ra cho bạn có chương mới tốt hơn vui vẻ và trọn vẹn hơn hoặc có những cơ hội sẽ được mang đến hoặc có những trợ giúp sẽ được mang đến các bạn ở đây một số bạn như mình thấy là có sự mất mát thiệt hại gì đó trong quá khứ và đang có sự nhìn về những cái tổn thương những cái quá khứ đau buồn à, ở đây mình thấy mẹ bạn rất là quan tâm đến bạn vào thời điểm này hoặc là có thể một số bạn là các bạn đang có tin vui về con cái hoặc là sắp mang thai thì có thể là các bạn cần phải chăm chút hơn cho bản thân của mình à, bạn nào đang mang thai thì đi đứng cẩn thận giai đoạn này để tránh té ngã nha và không có đau buồn không có để bản thân mình buồn bực trong thời điểm này ở đây mình thấy có thể là một số bạn có những cái khó khăn gì đó sẽ được gia đình giúp đỡ hoặc là có một cái người mang năng lượng nam đây là một người có sự gọi là lý trí thông minh nhạy bén và có tài ăn nói và một người mang năng lượng nữ đây là một người nhẹ nhàng tình cảm nhân ái ấm áp lan mạn ân cần chu đáo có thể đây sẽ là những người hỗ trợ các bạn vượt qua khó khăn thử thách này uhm. Ở đây, thời điểm này là thời điểm còn thở là còn gỡ cho nên bạn đừng có lo lắng một số bạn các bạn không có nên gieo mình xuống nước uhm, không có tốt giai đoạn này các bạn không nên suy nghĩ tiêu cực bởi vì có khả năng là sẽ thu hút sự tiêu cực uhm. giai đoạn này mà các bạn có một sự rời khỏi cuộc sống là coi như là bạn thua à, bạn sẽ mất tất cả mất cả linh hồn luôn đó cho nên không nên làm như vậy và giai đoạn này bạn nào đi biển thì các bạn hết sức thận trọng để tránh nguy hiểm và không có bơi ở những nơi quá nông sâu À. Ở đây mình thấy các bạn nên kết nối với thiên nhiên nhiều hơn Các bạn đang bị tụt năng lượng rất là nhiều Và các bạn cần phải uh, kết nối với mẹ thiên nhiên, mẹ trái đất Để bạn có thể nâng cao tần số rung động, nâng cao sức sống Tinh thần, nhạy khí cũng như dương khí của mình Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang thu hút tình yêu thương Tình yêu thương bản thân hoặc là tình yêu thương gia đình Tình yêu thương hoặc là một cái tình cảm ấm áp gì đó liên quan đến mối quan hệ trai gái ha một số bạn có thể có thú cưng mới hoặc là có khả năng là bạn sẽ có sự kết nối với khá là nhiều động vật môi trường trong thời điểm này học hỏi họ được những cái phẩm chất quý giá của những con vật vân để từ đó mình ứng dụng trong cuộc sống của mình các bạn nâng cao được sức khỏe nè sức khỏe hoặc là thể chất hoặc là tinh thần của bạn có sự kiên định có sự quyết đoán và dứt khoát hơn bạn không hề cô đơn bạn luôn được ơn trên giỏi theo và bạn luôn được gia đình hỗ trợ hãy kết nối với họ những người thương yêu các bạn sẽ giúp cho các bạn có thể vượt qua được khó khăn và mình thấy có thể là bạn có được tin vui về con cái như mình nói hoặc là một số bạn có con cái thì các bạn nhận được cái tình yêu thương từ con cái của mình nha. Ngoài ra các bạn có được ánh sáng có được cái sự rõ ràng ha hoặc một số bạn có khả năng trở thành tâm điểm sự chú ý hoặc uhm. là bạn nào bị mờ mắt thì có khả năng là có được ánh sáng trở lại. Các bạn có sự kết nối với những cái người thân thiết. Hoặc là kết nối lại với những người yêu thương của mình. Ngoài ra các bạn có niềm vui, niềm hạnh phúc nè. Ở đây mình thấy có thể một số bạn và gần đây các bạn cũng hay cầu nguyện cho người thân đã khuất thăm mồ mã ông bà vân ừ. vân. Thì là cầu nguyện của bạn được lắng nghe, được đáp lại ha. Ở đây mình thấy dường như các bạn cũng uh, sắp tới sẽ có nhiều may mắn nè. Cho nên đừng có nghĩ quẩn nha. Tiền bạc đang đến với các bạn một cái số tiền lớn tiền lương tiền thưởng là nhuận đầu tư hoặc là những cái gì đó bạn đầu tư có khả năng nó có sự tăng trưởng tài chính khá là tốt một số bạn có khả năng là sẽ um, kết hôn xây dựng gia đình rồi xa cái giai đoạn độc thân hoặc là một số bạn có khả năng là các bạn sẽ được đầu tư rất vốn đầu tư um, hoặc là mua bán đất mua bán nhà gì đó thành công cho nên có tiền uh, ở đây những cái giai đoạn khó khăn của bạn nó sẽ kết thúc hoàn toàn. Các bạn có khả năng là sẽ có sự gọi là chạm đáy đã xong rồi, bây giờ đã đến lúc các bạn có sự vươn lên. Nha. Các bạn có 10 tiền, 9 tiền nè, có nhiều nguồn tiền đến với các bạn. hoặc là được thăng quan tiến chức, được tăng lương, tăng thưởng. Tiền nữa nè, có những cơ hội về tiền bạc tài chính đến với bạn rất là nhiều. Một số bạn có tiền để có thể lo cho con cái cho người thân của mình. À, ngoài ra ở đây có một cái người mang năng lượng nam đây là một người nhẹ nhàng tình cảm nhân ái ấm áp ân cần chu đáo có thể họ sẽ giúp đỡ các bạn điều gì đó hỗ trợ các bạn chữa lành về sức khỏe tinh thần thể chất à, hoặc là một số bạn có những cái vấn đề về mổ xẻ gì đó sẽ thành công à, hoặc là một số bạn có tin vui về con cái hoặc là sanh nở thành công ừ. hoặc là con cái ngoan ngoãn có tin vui về cái việc học vấn học tập của nó có sự lắng nghe bạn hoặc là con cháu của bạn nó có sự gọi là no gương các bạn đó ừ, mình thấy các bạn có thể cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn rất là nhiều so với giai đoạn trước có nhiều cái hợp đồng kéo đến hoặc là có nhiều cái cuộc gọi những cuộc thông báo tin vui tin tức đến với mình ở giai đoạn này các bạn không đi đêm khuya các bạn không đi đến những cái nơi gọi là mồ mã mà ở cái giờ quá linh các bạn không nên như vậy ha đi vào ban sáng nó sẽ hay hơn không đi vào buổi chiều tối và đồng thời chạy xe cẩn thận trong thời điểm này và ngoài ra thì có thể là năng là không có tranh cãi với người khác để tránh có những cái người gây hãm hại mình làm việc gì đó tâm tối sau lưng mình giai đoạn này giai đoạn càng nhẹ nhàng càng vui vẻ càng gọi là hài hòa với mọi người thì các bạn sẽ càng có cái sự suôn sẻ thuận lợi một số bạn sẽ có những cơ hội bất ngờ về tiền bạc nữa đó nha những cơ hội may mắn mà các bạn không nên gọi là kiểu như là chơi cờ bạc đó đen thì rất là nguy hiểm nha rất là dễ gọi là mất tất cả đó bạn có thể năng gọi là kiểu Um, có những cái vận may gì đó bất ngờ đến um, có ai được, được ai đó giúp đỡ hỗ trợ hoặc là mình như mình nói là mua bán nhà thành công uh, có một những cái gì đó nó trì hoãn thì nó lại được suôn sẻ thuận lợi uh, số bạn như mình nó có tình yêu mới xuất hiện một cái tình yêu định mệnh thậm chí một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân với người yêu hoặc là gặp được một cái người mà bạn cảm thấy dự ý và muốn kết hôn với người đó ngoài ra các bạn có sự cân bằng và có khả năng quán xuyến mọi thứ một cách hoàn toàn chu đáo và tỉnh táo ha. mình thấy dường như sẽ có những niềm vui mới những hạnh phúc mới những món đồ mới hoặc là uh, những cái cơ hội về gia tăng thu nhập mới các bạn giai đoạn khó khăn của bạn nó sắp rời đi rồi cho nên bạn phải kiên nhẫn thêm một chút nữa cho bạn có khả năng nổi tiếng được nhiều người quan tâm biết tới hơn và có nhiều hợp đồng đến với mình hơn và ngoài ra bạn có sự thức tỉnh ha có sự gọi là kiểu nhìn nhận được mục tiêu cuộc mục sống của mình là gì và sẽ có sự tiến đến nó một cách uh, mạnh mẽ nhất sẽ có một cái sự tha thứ gọi rửa tái sinh ở đây ừ. bạn có khả năng trở thành một con người mới hoàn toàn hoặc một số bạn có khả năng trẻ trung hơn so với giai đoạn trước hoặc là giảm cân thành công vân vân giai đoạn này bạn nào càng chăm chút vào chính mình bên trong lẫn bên ngoài các bạn sẽ đấy rất là dễ dàng xuất sắc hơn còn bạn nào không quan tâm đến bản thân thì coi chừng có một sự kiểu như là nó già cỗi đó nha yeah. cho nên thăng hoa hay là bế tắc là ăn thua các bạn các bạn để ý cái vấn đề ăn uống hơn để tránh cái vấn đề đau bao tử dạ dày đó là tiêu hóa hoặc là vấn đề ăn uống của con cháu của mình trong thời điểm này một số bạn ở đây có biểu diễn dẫn dắt chương trình gì đó mình thấy các bạn cũng nên kiểm tra cái sân khấu để tránh có những cái điều gì đó nó bị sập hoặc là nó không an toàn á ừ. và như mình nói tránh tranh cãi tránh tranh đấu với người khác âm thầm lặng lẽ thực hiện việc của mình thôi tìm niềm vui cũng như tập trung vào gia đình của mình một số bạn sẽ đi đám cưới hoặc là sẽ có những buổi hội họp gia đình vui vẻ ấm áp ở đây ừ hoặc là có một cái vụ mùa bội thu gì đó có thể năng là trồng hoa trồng giường trái cây gì đó có thể là sẽ có sự thu hoạch ừ có những cái cơ hội mới gọi mời đến với các bạn ha. Đây một số bạn sẽ có sự kết thúc được nợ nần chẳng hạn. Đây mình thấy các bạn có nô no nè. Nô no là có thể một số bạn là không được gọi là gây quỷ hoại bản thân của mình. Ừ. Hoặc là không chơi trò đỏ đen. Ha. Hoặc bạn đang nghĩ cái điều gì đó thì nô. No. Đôi khi có thể là một số bạn À, có thể có một số bạn sẽ kết thúc một cái mối quan hệ gì đó không phù hợp để bắt đầu một cuộc sống mới một cái tình yêu mới phù hợp hơn với bạn ừ. và nhớ tập thể dục ha đôi khi một số bạn có khả năng là nên giảm cân để cho cái sức khỏe bạn tốt hơn hoặc là xương khớp của bạn chắc chắn hơn để không có bị đau lưng hoặc là mỏi mệt nữa trong vòng một vài tuần tới thôi có thể là cái điều mà bạn uh, thu hút nó sẽ đến nè và các bạn hãy tưởng tượng như thế là bạn đã có được rồi hãy cầu nguyện như thế mình mình đã có được tất cả những cái phước lành may mắn rồi thì nó sẽ đến với bạn dễ dàng hơn đó sẽ có những người giúp đỡ những người quý nhân hỗ trợ tương trợ đến giúp các bạn ừ. hoặc là bạn cũng có thể là có cơ hội để có thể giúp đỡ người khác trong khả năng của mình thì cứ gọi là mở lòng và hỗ trợ đừng ngừng lại ha. đừng có tiêu diệt chính mình nha ừ. hãy dành thời gian để thiền định để cầu nguyện để có được những câu trả lời từ ơn trên dành cho các bạn ở đây ở ờ, bánh đênh là sự dồi dào sự thịnh vượng đối với các bạn sự nữ nè sự đủ đầy nè nha cho nên là mình thấy là trong cái khó lóc cái khô hoặc là có ánh sáng cuối đường hầm cho các bạn cho nên đừng có làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bản thân của mình hãy tin tưởng hãy có niềm tin vào sự trợ giúp từ ơn trên hãy tin tưởng chính mình hãy tin tưởng rằng mình xứng đáng có được những cái cơ hội để đổi đời hoặc là thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn hãy tin tưởng rằng mình sẽ được hỗ trợ ha bạn thiếu đi đức tin thì bạn rất là khó để có thể tiếp cận những cái sự may mắn đến với các bạn hãy có niềm tin nha yeah. một số bạn kết thúc công việc cũ tìm được cơ hội công việc mới phù hợp hơn với mình hoặc có những cái điều gì đó các bạn nên đi theo con đường mới thay đổi giai đoạn này là giai đoạn đổi mới chứ không phải là giai đoạn đi theo cái con đường cũ kỹ nào đó mà nó không có cái bước tiến nha yeah. mình xin kết thúc các bạn cung sự nữa ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn